Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tạp chí review xe ô tô Thiện Nhân. Hôm nay mình lại làm tiếp theo một cái video về cái series chiếc xe Dongben X30. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn chỗ để mà xem được cái máy của cái sản phẩm Dongben X30 này, và xem ở cái phần trước khi chúng ta mở lắp capo lên thì cái sản phẩm này có những cái gì. Ok, thì ngay bây giờ thì mình sẽ mở cái phần lắp capo lên cho các bạn xem. Thì với những ai mà chưa từng biết đến cái dòng xe này thì chúng ta sẽ dùng một vài cái thủ thuật cơ bản để có thể mở được cái lắp trên capo lên. Bây giờ mời bạn camera quay vào đây. Ở đây chúng ta sẽ có một cái lẫy để mở cái nắp capo trên. Đây, nó là cái này. Chúng ta sẽ kéo cái này ra. Chúng ta sẽ xem được tất cả các cái trên cái lắp capo này chúng ta sẽ có cái gì. Và khi chúng ta mở lên thì nó mới chỉ lẫy lên như này thôi, chúng ta vẫn còn dùng một cái thao tác nữa là chúng ta sẽ phải đẩy tay vào đây. Đây chúng ta sẽ có cái này, chúng ta sẽ đứng thế nó lên như vậy. Ok. Ở đây khi mà chúng ta mở cái lắp capo lên, chúng ta sẽ thấy thứ nhất là có cái kích này. Thì kích tay. Kích tay này thì cho phép chúng ta là thay lốp và sửa chữa mà xe khi mà nó gặp một sự cố. Ở đây chúng ta sẽ có ba cái bình. Thứ nhất là bình nước rửa kính, bình nước làm mát. Và ở đây là cái bình dầu phanh này. Đấy, thì đây là một trong những cái cơ bản để chúng ta có thể mở được cái chiếc xe này. Tiếp theo là mình sẽ cùng các bạn xem máy của cái sản phẩm này nó nằm ở đâu. Thì có nhiều bạn hỏi mình rằng cái sản phẩm này máy của nó mở ở đâu. Thì máy của cái sản phẩm này nó sẽ ở trên ghế lái. Các bạn cứ để ý một chút ở trên ghế lái. Rồi ok. Thì bây giờ mình với các bạn sẽ cùng xem làm thế nào để xem được cái máy của cái sản phẩm Dongben X30 này. Thì các bạn để một chút ở dưới cái ghế của cái sản phẩm này, nó có một cái lẫy đây. Lẫy của nó ban đầu thì nó sẽ vào như này. Đó, các bạn có thể bửa cái này lên. Chúng ta sẽ bỏ cái lẫy này ra. Bên này cũng vậy. Đây, bên này chúng ta sẽ nhìn thấy một cái lẫy này. Chúng ta cũng sẽ bửa nó ra. Đó. Nếu mà mạnh tay một chút như vậy là sau cái ghế của bạn nó sẽ bị lưng lên như thế này. Khi mà nó lưng lên như này rồi thì chúng ta sẽ phải gập cái ghế lại. Đó, gập ghế đó rồi chúng ta sẽ bửa nó lên. Ok. Đó, như vậy là các bạn đã nhìn thấy cái bộ máy của cái sản phẩm Dongben X30 này. Thì cái sản phẩm này sử dụng cái máy DLHC 16 van. Máy với cái dung tích là 1.5 lít, có cái công suất cực đại là 80 kW ở 5.200 vòng quay. Và cái sản phẩm này tiêu thụ cái mức tiêu hao nhiên liệu của cái sản phẩm này là từ 6,5 lít cho 100 km di chuyển. Ở đây chúng ta cũng sẽ nhìn thấy cái ắc quy của cái sản phẩm này luôn. Đây là ắc quy này. Ắc quy này là ắc quy được sản xuất ở Việt Nam. Và máy này là máy nhập từ của Trung Quốc. Đó, các bạn hoàn toàn có thể xem được cái máy đây. Thì cái bộ máy 16 van này thì các bạn cũng có thể đếm được tất cả các cái linh kiện, các cái đường ống của cái bộ máy này trên cái khi mà các bạn nhấc cái hàng ghế sau lên, các bạn sẽ nhìn thấy như vậy. Rồi, vậy thì trong cái video này mình đã hướng dẫn các bạn làm thế nào để xem qua được cái bộ máy của cái sản phẩm Dongben X30. Còn bất kỳ thắc mắc gì các bạn có thể để lại comment ở bên dưới video. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.